Xin chào mọi người ạ. Chào các quý cô bác anh chị đang xem video. Tiếp tục với chương trình giới thiệu xe lăn thì hôm nay em trân trọng giới thiệu đến cho các bác các chiếc xe lăn Komatsu FD3097. Xe này thì là mới về, bên em. Đấy, giấy tờ đăng kiểm đầy đủ, vừa hạ công xong. Đấy, thì là em kéo về bãi luôn, giới thiệu luôn cho các bác. Xe này thì có nhãn hiệu là Komatsu FD3097. Máy dầu, số sàn, thắp lăng 3m. Đấy, có chức năng là cơ bản. Đấy, có trang bị một dàn lốp hơi mới luôn. Đấy, made in Japan các bác nhé. Lốp là made in Japan. Đây này, đàn lốp made in Japan này. Đấy, các bác quan sát này, made in Japan này. Mới luôn. Một dàn lốp mới vẫn còn dâu luôn này. Đấy, một dàn lốp mới. Tì tiếc rất là sáng. FD30-7. Đấy, lốp sau này. Đấy, gai rất là cao. Đấy, dòng này thì giới thiệu đến các bác là chuyên dòng làm vật liệu xây dựng. Đấy, đây là ghi công, đây là chữ công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng gì đấy, của bên Nhật đấy. Ở bên Nhật thì họ hay dùng mấy xe này để làm vật liệu xây dựng, thế nên là rất là bền, thế nên anh ít dầu. Hôm nay em trân trọng giới thiệu cho các bác, xe đã thì đã về bên em rồi. Sơn si báo cáo các bác là sơn si nguyên zin. Sơn si nguyên zin. Lòng mề lục phủ ngũ tạng của nó là nguyên zin hết từ A đến Z. Lọc gió này, đây là lọc gió, các bác nào chưa biết thì đây là lọc gió nhá. Đấy, máy thì là xe 10 của Isuzu, cái quạt các thứ là nguyên zin hết. Em quay chi tiết xe để cho bác xem. Đấy. Xe này thì qua đấu giá các bác nhá. Qua đấu giá đây là giờ chạy của nó này. 1835 giờ. Đây này. Đây giờ đấu giá bên kia họ đò này. 1834 thì các bác có thể quan sát này. HRS này là giờ này. Đấy, là 1 giờ là bắt đầu từ bên kia đóng công về bên này đã chạy được đúng 1 giờ đấy. Đây là cái bảng bảng bên Nhật người ta thống kê ra này. Đấy, tất cả các chi tiết trên này các bác nào mà có thể ấy thì em sẽ chụp cho dịch cho các bác. Đấy, dòng đặc trưng của 97. Dòng đặc trưng của 97 thì là họ sẽ có cái ti ở giữa này. Đấy, như kiểu gật gù á. Gật gù chuối công ấy, nhưng mà không phải chuối công. Dòng này thì có đặc trưng là có một ti ở giữa thôi. Nhưng mà lưng chậm và khỏe, chậm và chắc. Như bác cũng nói là chậm và chắc. Càng xe này thì đang dài 1m. Đấy. Sơn zin toàn bộ. Gầm bệ cầu số nó không có mối mọt han gì gì. Đấy, về phần máy bên này thì bác nhìn quả máy đã ưng luôn, kết luôn. Máy rất đẹp luôn. Isuzu CE40. Đấy, sáng bóng. Đấy, vàng óng luôn này. Các chi tiết của máy 4 kim phun. Vàng óng luôn. Rồi, cao áp các thứ này. Rồi là phần kim báo xăng, kim báo dầu, sẽ lại chạy dầu diesel, kim báo dầu còn lửa bình dầu luôn này. Đấy, bình dầu cái này rơi khoảng 60 lít. Đấy, 60 lít dầu. Đấy, nếu mà phun. Đấy, nước lôi này, lắp can nước nguyên zin hết này. Đấy, nước lôi thì đầy đủ. Đấy, còn nước xanh này. Hàng nhập Nhật. Các bác yên tâm. Đấy, kể cả cái đến cái cọc bình kia họ cũng để nguyên zin hết, màu vàng óng luôn. Cam kết là chuẩn giờ, gần 2.000 giờ các bác. 1835 giờ. Đấy, bên Nhật thì là 1834. Đấy, máy lổ. Quạt máy lổ lên cho các bác xem. Đấy, rất êm luôn. Dòng này thì đã em đang sẵn một con 3 tấn ở 2 ti và có gật gù. Đấy, các bác nào thích mà thích xe lăn mà 2 ti mà gật gù thì có thể alo cho em lắp thêm gật gù cho bác. Đấy, giá chỉ hơn 100 thôi, rất là rẻ. 3 tấn. Đấy, để làm vật liệu dựng, bác nào mà vốn ít thì có thể đầu tư con chiếc này. Đấy, rẻ hơn rất nhiều thôi, cả dòng -11 rồi là -12. Đấy. Làm việc thì công suất vẫn thế. Đấy, đây. Lốp lắp rồi là gầm bệ cầu số này. Nguyên zin hết. Em sẽ đóng lắp máy vào và vận hành cho bác xem. Đấy, ghế ghiếc là vẫn nguyên zin. Lên xuống.
nhà bác này, tiến lùi. Đấy, phanh rất ăn luôn. Xe đẹp giá rẻ. Các bác nào mà cần để làm một xây dựng mà vốn ít thì có thể tham khảo em này. Siêu bền nhá, giấy đậu bác này dòng này siêu bền, không phải động chạm gì, đồ đạc cái thế cũng rất là nhiều. Giờ đồ đạc nhiều các bác không sợ thiếu đồ đâu. Đấy, khi lên xe thì em sẽ bảo dưỡng toàn bộ xe các bác. Trước khi xuất xưởng là em bảo dưỡng toàn bộ xe. Đấy, hỗ trợ vận chuyển cho các bác. Nếu xe rất đẹp luôn. Đấy, các bác nào mà quan tâm em này thì có thể alo với em qua hotline nhé, 037 987 5765. Em để bên dưới màn hình. Địa chỉ kho bãi ở Phú Tam Á, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Bãi sẵn trăm xe. Rất nhiều xe. Đấy, quý khách cần thì cứ alo cho em. 037 987 5765. Tư vấn các bác nhiệt tình luôn. Trân trọng cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin chào lại các bác trong những video tiếp theo.